Vân Anh bất ngờ khi hỏi về chuyện ngoại tình của Lâm. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Sắp làm dâu cho gia đình của Lâm nên Vân Anh cũng có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với gia đình của anh ấy. Trong lúc đang phụ dì Hiếu nấu ăn ở trong bếp, biết dì Hiếu là một người rất nhiều chuyện nên moi móc thông tin từ chỗ của dì ấy là hợp lý nhất. Chính vì vậy mà Vân Anh đã xung phong phụ nấu ăn với dì Hiếu để tiếp cận và nói chuyện. Vân Anh hỏi dì Hiếu rằng hình như Vân Anh nghe nói rằng lúc trước Lâm có ngoại tình với ai đó thì phải. Dì Hiếu nghe thì cũng nhiệt tình kể lại. Thực ra là do cô Phượng nào đó cố tình xen vào chuyện tình cảm giữa Lâm và Thi nên mới tạo ra hiểu lầm cho Thi như vậy. Cũng chính vì chuyện này mà tình cảm giữa Lâm và Thi rạn nứt. Sau đó thì chuyện đau lòng kia mới xảy ra. Chứ từ trước tới giờ Lâm chỉ yêu một mình Thi mà thôi. Lúc Thi mất, Lâm còn nói rằng anh ấy sẽ không yêu ai khác ngoài Thi hết. Chính vì vậy mà gia đình rất lo lắng, tìm mọi cách để Lâm cưới vợ. Mà Lâm thì một hai lại không chịu cưới. Rồi không hiểu sao Lâm lại tuyên bố đám cưới với Vân Anh. Chị Hiếu còn hỏi Vân Anh làm cách nào mà có thể chinh phục được trái tim sắt đá của Lâm hay vậy. Vân Anh chỉ cười nhẹ rồi trả lời có thể là do duyên số nên hai người mới có thể đến được với nhau. Nhưng mà dì Hiếu cũng đã nhắc đến chuyện Thi gặp chuyện không may. Vân Anh cũng muốn biết Thi gặp phải chuyện gì mà qua đời khi còn trẻ như vậy. Dì Hiếu cũng không rành về chuyện này, chỉ biết là Thi bị tai nạn mà thôi. Thấy dì Hiếu đã nhiệt tình trả lời như vậy, Vân Anh lại tiếp tục hỏi. Nghe nói là sau khi Thi mất, tất cả tài sản Lâm đều nắm giữ có đúng hay không? Dì Hiếu cũng không giấu giếm gì Vân Anh cả. Dì Hiếu kể lại rằng, lúc mà Thi mất, Lâm trở thành một con người hoàn toàn khác. Suốt ngày cứ đi tới quán bar để giải sầu, buông thả bản thân đến mức không còn ra hình người nữa. Đã vậy, ông Minh còn gặp tai nạn rồi bị nằm liệt trên giường. Công ty lúc đó đang gặp chuyện rắc rối. Lúc đó dì Hiếu còn tưởng công ty của gia đình Lâm bị phá sản rồi. Cũng may là vào phút chót, Lâm đã hồi tỉnh lại và tiếp quản công ty. Mà lúc đó công ty còn phải có nhiều tiền để vượt lên lại, mà Lâm cũng không biết làm sao để xoay sở cho đủ. Chính vì vậy mà anh ấy đã nhận thừa kế tài sản của Thi, nhờ vậy mà công ty của Lâm mới phát triển như bây giờ. Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì chú tài xế bước vào và nói là để mình phụ giúp cả hai một tay. Dì Hiếu nhờ chú tài xế lấy hũ gia vị cho mình. Thế vậy, Vân Anh lập tức xung phong lấy giúp cho dì Hiếu. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên đó chính là Vân Anh còn biết hũ gia vị đó cất ở ngăn nào. Chú tài xế rất bất ngờ nên hỏi Vân Anh, không lẽ là cô ấy đã từng đến nhà của Lâm rồi hay sao mà biết rành như vậy? Vân Anh sợ bị phát hiện nên cố gắng chống chế, nói rằng thông thường đối với những thứ đồ không xài nhiều đến, phụ nữ sẽ cất nó ở trên cao, nên Vân Anh cũng đoán nó ở đấy rồi. Lúc này thì chú tài xế cũng bớt nghi ngờ hơn, chú còn trêu chọc Vân Anh rằng, vậy mà Vân Anh làm cho chú tài xế cứ tưởng rằng cô ấy mới là người cất nó ở đó. Liệu với những sự khác lạ này, có ai nhận ra được sự khác thường tự chủ của Vân Anh hay không?